Chẳng được mẹ yêu. Chị Kami xin chào các em đã đến lớp học vẽ cùng với chị Kami. Các em ơi, các em có biết chị Kami vừa hát về loài động vật nào không? Chị Kami vừa hát về chú mèo. Các em ơi, các em có nhớ bài học trước chị Kami có câu đố cho các em không? Chị Kami đã đố các em là: đố các em con gì kêu meo 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 và chú ta rất thích bắt chuột? Đó là chú mèo nha các em. Các em ơi, các em có biết chú mèo chúng ta là một loài động vật có vú? Chú được nuôi trong nhà và rất gần gũi với con người. Chú mèo chúng ta giữ nhiệt bằng cách chú thường ngủ từ 12 cho đến 16 tiếng, có khi ngủ 20 tiếng. Các em có thấy chú mèo chúng ta có lười không nào? Và bây giờ các em cùng với chị Kami bắt đầu vẽ chú mèo nhé. Đầu tiên, chị Kami sẽ vẽ đầu chú mèo hình tròn. Kế tiếp, chị Kami sẽ vẽ thân chú mèo. Các em có thấy thân chú mèo giống hình số 6 không các em? Kế tiếp, chị sẽ vẽ hai chân trước cho chú mèo của mình. Chị sẽ vẽ chân sau cho chú mèo. Do chú mèo của chúng ta đang ngồi nên các bé chỉ thấy được một bên chân nè. Chú mèo đang ngủ nên chị vẽ hai đường cong làm đôi mắt chú mèo, thêm vài sợi mi cong lên cho chú mèo thêm xinh nữa. Tiếp theo là đến cái mũi và cái miệng. Rồi đến hai cái tai của chú mèo nè. Chị sẽ vẽ thêm 3 vết vằn cho chú mèo chúng ta thêm xinh nè. Chú mèo chúng ta sẽ có một cái đuôi dài và hơi cong nhé. Chị sẽ vẽ thêm các vết vằn cho chú mèo của chúng ta.
Chú mèo chúng ta sẽ có một chiếc nơ xinh xinh ở cổ. Chị Cami vẽ thêm đốm vào lưng cho chú mèo nữa nè. Chú mèo chúng ta đã vẽ xong chưa nào các em? Chưa nhé, mèo chúng ta có râu. Bây giờ chị sẽ vẽ râu cho chú mèo của mình. Mỗi bên, chị Kami sẽ vẽ 3 sợi râu cho chú mèo. Những sợi râu này có công dụng là cơ quan cảm giác rất nhạy cảm, giúp chúng phát hiện sự thay đổi nhỏ nhất trong hướng di chuyển một cách dễ dàng, nhất là vào trời đêm, tối. Bây giờ, chúng ta bắt đầu tô chú mèo nào. Chị Kami sẽ sử dụng màu đen để tô đốm cho chú mèo. Mũi của chú mèo, chị Kami sẽ tô màu hồng. Màu xanh sẽ tô chấm tròn ở giữa cái nơ. Và cái nơ của chú mèo, chị Kami sẽ tô màu đỏ. Chú mèo sẽ có bộ lông vàng, chị Cammy sẽ sử dụng màu vàng để tô đầu, thân, đuôi, chân và hai tay cho chú mèo. Đây là chú mèo con của chị Cami đây. Chú mèo con của các em đâu? Các em ơi, bài học hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi. Chị Cami xin chào và hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo nhé. Chị Cami chào các em.